Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Nhai vài lá vông trước khi ngủ, điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể? Cây vông còn có tên là cây vông nem, là một loại cây thân cao tầm 10m đến 20m và trên thân có gai ngắn. Lá vông gồm 3 chất dài có màu xanh bóng và kích thước không giống nhau. Hoa vông có màu đỏ tươi và thường tụ thành chùm. Công dụng của cây vông chữa bệnh mất ngủ. Đông y cho rằng lá vông có vị hơi đắng và hơi chát, tính bình, có tác dụng an thần, dễ ngủ, hạ huyết áp, hạ nhiệt, tiêu ít sát trùng, trừ được bệnh phong thấp, bệnh trí và nhiều bệnh khác. Dân gian thường hay dùng lá vông để chữa chứng mất ngủ, đau đầu bằng cách làm rau ăn hay sắc nước uống. Dùng lá vông chưa mất ngủ như thế nào? Lá vông tươi 20g, rửa sạch, vò qua, vẩy khô hấp vào nồi cơm sau khi cạn. Có thể đun làm nước uống. Trước khi đi ngủ, ăn vài lá vông này ngủ sâu giấc. Hoặc chuẩn bị 50g lá vông, 50g hoa thiên lý, 300g cà xiết, đem nấu thành canh ăn nóng vào bữa tối. Thực hiện liên tục trong 5 ngày sẽ khỏi bệnh. Ngoài ra, khi dùng lá vông, bạn còn nhận được một số lợi ích khác như chữa chảy máu mũi, đại tiện ra máu hoặc lòi rơm. Lá vông 30g, lá sen 10g giá, vắt lấy nước cốt uống. Nếu bị lòi rơm thì lấy bá đắp vào. Chứa mồ hôi trộm ở trẻ em. Dùng 20g lá vông, giá nếp, nhào chút nước nóng cho trẻ uống hoặc đun lá vông lên uống. Chứa xa giả con, lấy lá vông 30g, lá tiểu kế 20g, hạt tơ hồng 20g, giá nhỏ, sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm 2 lần trong ngày. Kết hợp lấy 10 hạt thầu dầu tía, giá nét với giấm, đắp và băng lại. Trừ phong thấp, chân tê phù, vỏ cây vông, vỏ chân chim, kê khuyết đằng, phong kỷ, y xí sao, ngu tất. Mỗi vị 5g, sắc uống ngày 3 lần, uống khoảng 10 ngày. Chứa kinh nguyệt không đều, trong kinh. Hoa vông 15g, sắc uống hàng ngày, khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Chứa sau đẻ máu sấm, choáng đầu, mở mắt. Vỏ vông già, lá mần tưới, cỏ mần trầu, ngu tất, mỗi vị 10g, sắc uống. Chín công dụng chữa bệnh tuyệt vời của hoa hồng mà nhiều người không biết tác dụng của nó. Theo y học cổ truyền, hoa hồng vị cay, tính nôn, vào tâm can, có tác dụng hoạt huyết khởi ứ, thông kinh chỉ thống. Trị ứ khuyết, tích huyết gây đau, đau quặn bụng, đau tức ngực, thống kinh, bể kinh, kinh huyết rỉ rả dài ngày không cầm, chấn thương đụng dập, sưng nề, bầm huyết, tụ máu, xuất huyết. Liều dùng cách dùng, liều thấp 3-10g, nấu, sắc. Hoa hồng được dùng làm thuốc trị các chứng. Trừ ứ, trị chấn thương. Bài 1, hoa hồng, đào nhân, xài hồ, đương quy, mỗi vị 12g, đại hoàng 8g, dùng rượu loãng sắc uống. Trị chấn thương do bị đánh, ngã, sưng đỏ đau. Bài 2, hoa hồng, đào nhân, quy ví, mỗi vị 250g, chi tử 500g, nghiền chung thành bột mịn, thêm bột mì quấy hồ với giấm, đắp lên vết thương, trị sưng đau do chấn thương. Hoạt huyết, mọc sởi, dùng khi nốt sởi khó mọc, nhọt độc sưng đau, đương quy 8g, hoàng liên 6g, cam thảo 4g, hoa hồng, ngô bàng tử, tử thảo, lá đại thanh, liên kiều, cát canh, mỗi vị 12g, sắc uống. Hoạt huyết thông kinh, dùng khi kinh nguyệt không đều, tắc kinh, sau khi đẻ, huyết hôi không ra hết. Bài 1, rượu hoa hồng. Hoa hồng 12g, dùng rượu sắc, chia uống làm 3 lần, trị đau bụng kinh.
Bài 2. Hoa hồng 4g, ít mấu thảo 20g, sơn tre 20g, thêm đường đỏ vừa đủ, sắc uống. Trị sau khi đẻ, huyết hôi không ra hết. Món ăn thuốc có hoa hồng. Rượu hoa hồng. Hoa hồng 30g, rượu 500ml, ngâm trong 7 ngày. Mỗi lần uống 20-30ml, ngày 2-3 lần. Dùng cho các trường hợp va đụng sưng đau. Hoa hồng 10g, xuyên khung 10g, ngô tất 10g, ngâm với 500ml rượu trong 7 ngày. Uống sáng chiều, mỗi lần không quá 15ml, trước bữa ăn 15-30 phút. Trị đau đầu, đau mỏi toàn thân, đau tức ngực, đau quặn bụng, đau bụng kinh. Cháo hoa hồng. Gạo nếp 100g, hoa hồng 4g, đương quy 12g, đan sâm 15g. Dược liệu sắc lấy nước bỏ bé. Gạo vo sạch nấu cháo. Cháo chín cho nước thuốc vào đun sôi một lát. Ăn khi đói. Dùng cho chị em kinh nguyệt không đều do huyết thư huyết ứ. Cháo đậu đen hoa hồng. Hoa hồng 10g, gừng tươi 8g, gói trong vải xô, đậu đen 50g. Tất cả cho vào nồi nấu ký, vớt bỏ gói bá thuốc, thêm gia vị thích hợp. Ngày ăn một lần, liên tục 10 ngày, dùng cho người huyết thư thiếu máu. Kiêng kỵ, phụ nữ có thai, người kinh nguyệt nhiều quá không dùng được. Không chỉ ngon và rẻ, đây còn là thần dược chữa bách bệnh, bạn không nên bỏ qua. Đậu bắp là món ăn hấp dẫn trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thực phẩm này còn là thần dược có tác dụng tuyệt vời trong việc chữa và hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh. Đậu bắp hay còn gọi bắp tây có nguồn gốc từ Tây Phi. Loại cây này có khả năng chịu nóng và khô hạn tốt. Ở nước ta, đậu bắp được trồng nhiều ở các tỉnh miền Trung và miền Nam. Nó thường được chế biến thành nhiều món ăn ngon như xào, luộc, hấp chấm mắm, nấu canh chua với cá, lươn, v.v. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, đậu bắp giàu pectin, protein, khoáng chất và các loại vitamin. Đặc biệt, nguồn chất nhầy và chất xơ dồi dào rất tốt cho sức khỏe ở mọi độ tuổi. Theo đông y, đậu bắp có vị ngọt, tính mát, không độc, có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ chữa bệnh trí, táo bón, viêm đường tiết niệu và tiểu đường. Đậu bắp chứa tiểu đường. Một trong những tác dụng nổi trội của trái đậu bắp là chứa tiểu đường. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy lượng cholesterol xấu ở những người bị tiểu đường thường vượt giới hạn cho phép. Tiểu đường kết hợp với lượng cholesterol xấu tăng cao sẽ gây nhiều khó khăn cho việc điều trị. Đậu bắp giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, thành phần quan trọng giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Đặc biệt, chất nhầy và chất xơ trong đậu bắp giúp điều chỉnh lượng đường huyết bằng cách điều hòa sự hấp thu chúng từ ruột non. Đây là thực phẩm mang đến nhiều lợi ích cho người bệnh tiểu đường. Đậu bắp ngăn ngừa bệnh trí. Từ lâu, đậu bắp đã được biết đến với công dụng chữa táo bón cực nhanh chóng. Bổ sung món này vào thực đơn mỗi ngày giúp bạn sớm thoát khỏi táo bón và ngăn ngừa bệnh trí hiệu quả. Theo đó, khi vào hệ tiêu hóa, nguồn chất xơ dồi dào trong đậu bắp sẽ là môi trường để vi khuẩn có lợi phát triển. Những vi khuẩn này có thể sánh ngang với nguồn dinh dưỡng trong sữa chua, giúp tổng hợp các vitamin nhóm B, hỗ trợ bệnh nhân bị viêm ruột kết cũng như các chứng rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, chất xơ trong đậu bắp hỗ trợ đào thải chất độc từ thức ăn, chất nhầy kích thích và bôi trơn hệ đường ruột, giảm vết loét trong dạ dày, từ đó giúp nhuận trường, chữa táo bón và ngăn ngừa bệnh trí. Đậu bắp tốt cho người bị béo phì. Theo nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của đậu bắp, nhờ chứa lượng calo thấp nên loại quả này rất thích hợp cho người thừa cân hay béo phì. Đồng thời, nguồn chất xơ, chất nhầy và nước trong đậu bắp làm tăng cảm giác no bụng, giúp người béo phì có thể giảm cân hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, hạt đậu bắp chứa lượng dầu đặc trưng, nguồn protein thượng hạng và rất nhiều amino acid cần thiết cho cơ thể. Trong đó, nổi trội nhất là thành phần tryptophan, giúp tinh thần thoải mái và ngủ ngon hơn.
đậu bắp phòng ngừa ung thư. Không chỉ tốt cho người thừa cân, béo phì, táo bón hay bị tiểu đường, thực phẩm này còn có nhiều tác dụng trong việc phòng ngừa ung thư. Hạt đậu bắp giàu lectin có nhiều tác dụng trong việc chữa ung thư vú. Đồng thời, nguồn folate dồi dào giúp giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung, tuyến tụy, phổi và vài dạng ung thư khác. Chất này còn giúp tránh các dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Đậu bắp tăng cường sinh lý cho quý ông. Ít ai biết rằng đậu bắp có nhiều tác dụng với cậu nhỏ. Nhiều nghiên cứu cho thấy đậu bắp chứa dạng glucid phức polysaccharide và nhiều thành phần dinh dưỡng khác, có tác dụng tăng cường lưu lượng máu đến vùng sinh dục, giúp cậu nhỏ cương cứng nhanh chóng. Như vậy, đậu bắp có tác dụng đáng kể với sức khỏe cũng như hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh. Tuy nhiên, do có tính mát nên người bị tiêu chảy không nên dùng thực phẩm này. Đồng thời, khi chế biến, bạn nên nấu nhanh chóng để đảm bảo nguồn dinh dưỡng trong đậu bắp không bị thất thoát. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.